Vợ đại gia vừa bị bắt và diễn viên Kính Quốc sở hữu những tài sản nào? Vợ diễn viên Kính Quốc vừa bị công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt với cáo buộc cho đại gia Thiện soi vay nặng lãi nhiều tỷ đồng. Ngày 8 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đơn vị vừa bắt tạm giam các bị can Lâm Thị Thu Trà sinh năm 1974 và Đặng Thị Tuyết Lan sinh năm 1966 cùng ngụ tại thành phố Vũng Tàu để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Bị can Lâm Thị Thu Trà được biết tới là vợ của diễn viên Kinh Quốc và là nữ đại gia có tiếng ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thời điểm khi cả hai mới công khai mối quan hệ, diễn viên Kinh Quốc được bà xã đại gia tặng xe hơi cùng nhiều món hàng hiệu đắt đỏ. Đầu năm 2020, diễn viên Kinh Quốc tiết lộ đã là chủ sở hữu của 3 căn biệt thự rộng 300m². Cả 3 biệt thự đều ở trên núi nhưng lại khá gần biển. Kinh Quốc cho biết nguồn tài chính của gia đình chủ yếu từ việc cho thuê bất động sản theo hình thức khu nghỉ dưỡng. Cuối năm 2020, Kinh Quốc tậu thuê một căn nhà 7 tầng, tổng diện tích sử dụng khoảng 700m², thuộc đường Nguyễn Văn Cử, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, căn nhà của Kinh Quốc có giá khoảng 2 triệu đô, hơn 46 tỷ đồng. 5 tầng phía dưới, nam diễn viên làm văn phòng làm việc và cho thuê. 2 tầng trên, anh sống cùng vợ và hai con gái. Từ giữa năm 2017, nhiều người khó khăn hoặc cần vốn làm ăn đã đến tìm ông Lê Thái Thiện, biệt danh Thiện Soi, và con trai Lê Thái Phong vay tiền. Tại đây, ông Thiện đưa ra bản hợp đồng soạn sẵn, điền số tiền nhưng không ghi lãi suất rồi yêu cầu người vay ký tên. Đặc biệt, người vay tiền không được giữ bất kỳ giấy tờ thể hiện việc vay tiền của Thiện. Trên thực tế, trong bản hợp đồng giao kèo, Thiện cho vay với lãi suất 0,3 đến 0,4% mỗi ngày. Sau 10 ngày, nếu người vay không trả thì sẽ lấy tiền lãi cộng vào nợ gốc và bắt người vay phải ký vào giấy vay nợ mới. Rất nhiều người vì khó khăn phải vay tiền cha con Thiện Soi mà khốn khổ càng khốn khổ hơn. Khi con nợ không đủ khả năng trả nợ thì cha con Thiện Soi buộc con nợ phải gán tài sản, chủ yếu là nhà đất để trừ nợ. Nguồn tiền có được từ cho vay nặng lãi, cha con ông Thiện sử dụng vào việc kinh doanh hợp pháp hoặc mua bán bất động sản. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Phú Mỹ xác định hành vi trên là rửa tiền. Tháng 12 năm 2020, Thiện Soi và con trai Lê Thái Phong đã bị công an thị xã Phú Mỹ khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền. Trong quá trình khám xét nhà của Thiện Soi, cơ quan điều tra thu giữ được các tài liệu thể hiện Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan đã cho Thiện Soi vay nhiều tỷ đồng với mức lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Theo công an, bị can Lâm Thị Thu Trà nổi tiếng là một đại gia lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở Vũng Tàu. Vài năm gần đây, nữ đại gia này được biết đến là vợ của diễn viên Kinh Quốc. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều tra làm rõ.